là ấy đâu quá. Không, đây trái mà chuyên. Thôi là nó thấy được vậy ạ. Được được, chuẩn bị đấy. Giật mạnh chứ, giật mạnh cho nó. Cần gọi điện không? Mạnh lần của em. Đeo hết cơm. Gì? Gọi điện vui gì? Ai chưa? Chụt. Rào ấy mà nhìn không? Gì gọi điện vô cho thấy rõ chứ. Khóc đi khóc đi. He, khóc đi đừng ngại luôn. Rào hết rồi ạ. Đánh rồi đi. Đấy, đi chắc thì đã không? Thằng Nam tính rồi ạ. Còn không. Anh đi luôn chứ bạn. Mà luôn cái nách tao luôn. Ờ, nó phải nách tao. Chú dạy muốn chanh này lên chấm luôn. Mày đang lục con nách tao. Sao anh chị con trai lại hầu ấy? Kinh nghiệm xíu mày đâu nha. Xíu mày đừng nhắm nha. Không, mình nói cho nó nấu. Tao mình hầu đi thôi. Mày im ấy, mày nói là tao mới cừ. Rồi được rồi bà. Ráng nha. À sao? Dịu dịu. Wow, nó gì mà gơ quá. Dễ mà gơ, ít dành là ít ra. Đúng không anh bà? Ừ. Dành là ít mà. Quá đông chú mày thôi. Mày, còn nữa mày quá hết luôn đi. Còn bên anh nữa. Không, bên anh từ từ. Đợi em xuống em bơ nước nhắc mày. Cái này để chờ phải không? Ừ. Để từ từ đã. Để chú thành như mày, chết tụi tao. Đừng chú nó, từ 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 từ. Gì? Đồ anh ơi, dùm gần lại ạ. Vụt vậy đâu, kệ kệ. Được rồi, được rồi. Giấc. Vậy đâu, kệ kệ đứa. Được, cứ ấy, đồ quá. Không, từ phải ấy ra chỗ này hả? Anh đang phải qua từ đây qua xuống thì mới thấy được. Ôi dồi, được rồi. Tôi giống như đứng khác nhau, mất chế chứ. Em đâu nói khác. Lẽ sao chị em chị em lại đâu quá. Không, đây trái mà chị. Thôi là nó thấy được vậy hả? Đeo được kia. Được, được, chuẩn bị đấy. Giật mạnh chứ, giật mạnh cho nó đi. Cần gọi điện không? Mạnh lần của em. Đeo hết cơm, gì? Gọi điện vui gì? Ai chưa? Chụt. Rào ấy mà nhìn không? Gì gọi điện vô cho thấy rõ chứ. Khóc đi khóc đi. He, khóc đi đừng ngại luôn. Rào hết rồi ạ. Đánh rồi đi. Đấy, đi chắc thì đã không? Thằng Nam tính rồi ạ. Còn không. Không, cái này dính. Sao mày? Nhìn cái nách em dính mấy chỗ kia vậy? Cái chỗ đó con hàng ha. Còn mấy cộng từ từ. Lấy nhịp nhổ. Đưa thiện luôn. À, lấy nhịp nhổ. Anh bà. Ý là giờ lên, giờ lên. Rồi biết biết tiếp vô cái chỗ đây rồi chút nữa anh giật. Nhìn cái nhỏ nó khép. Đeo ăn nỉ chứ là đeo ăn, đâu đeo ăn. Do cái đầu tiên ấy là nó không chịu chạm ở phía trên. Cho nhô ra là dịn cái là nó đỡ. Chết rồi, đèn xéo vô đi bét luôn. Cỡ sao đâu.